Kính thưa Thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, tôi tên là Phạm Quý Lộc, năm nay tôi 29 tuổi, tôi đến từ quê hương Vĩnh Phúc. Hiện tôi đang là chính trị viên đại đội ở đại đội 1, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 673, quân đoàn 2. Tôi là người có niềm đam mê với sách, đặc biệt là các sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là một người quân nhân, một người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản thân tôi luôn ý thức được rằng phải ra sức học tập, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, phải luôn lấy hình ảnh Bác Hồ làm tấm gương sáng để suốt đời học tập và noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa của thời đại, người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc, người là một tấm gương sáng vĩ đại cho lớp lớp thế hệ người dân Việt Nam và bạn bè thế giới học tập và noi theo. Tất cả những câu chuyện về người, về cuộc sống sinh hoạt thường ngày, về phong cách, tác phong làm việc đều có giá trị vô giá trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và thời gian. Tất cả những câu chuyện đó đã được những đồng chí quá trình học tập, sinh hoạt, làm việc cùng Bác, được tiếp xúc với Bác ghi lại và đã trở thành những tài liệu vô cùng quý giá về cuộc đời và con đường cách mạng của Bác. Đã từng có rất nhiều tác phẩm trong và ngoài nước ca ngợi. Có lẽ ít có nhân vật nào chiếm được cảm tình của đông đảo nhân dân trên khắp thế giới như thế. Nhưng dường như thế vẫn còn chưa đủ khi nhìn vào cuộc đời vĩ đại ấy, luôn có những điều mà chúng ta cảm phục, ca ngợi và học hỏi. Cuốn sách Suốt đời học Bác của nhà báo Kiều Mai Sơn góp nhặt từ những chuyện người thật, việc thật sẽ làm chúng ta thêm tự hào trước bậc vĩ nhân của dân tộc. Học theo lối sống và phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là bài học cuộc đời mà còn là lẽ sống và kim chỉ nam cho đạo đức, nhân cách con người. Cuốn sách có dung lượng 150 trang, gồm 16 câu chuyện cảm động và chân thật về Bác qua lời kể của những nhân vật được tiếp xúc và làm việc cùng Bác. Cuốn sách đã xây dựng nên một bức chân dung vô cùng giản dị nhưng rất cao đẹp về Bác. Trong tập sách này, ta có cái nhìn chân thực hơn về người, về nguồn gốc suối Lenin, núi Các Mác. Ít có vị lãnh tụ nào nghĩ cho dân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bác thà ngủ rừng còn hơn để gia đình dân phải sống trong cảnh chật chội khó khăn. Tuy dẫn bậc tiền công, nhưng những chuyện văn hóa, giáo dục, báo chí, Bác vẫn luôn động viên, định hướng và nhắc nhở. Có lẽ thứ người ta cảm phục nhất ở người là một cách sống trọn vẹn cả về sự nghiệp và nhân cách. Bác ra đi từ khi còn thời niên thiếu, những lúc trở về đã đến tuổi ngũ tuần. Bác hy sinh cả cuộc đời vì dân tộc. Cuộc đời Bác là tấm gương lớn cho nhiều thế hệ trẻ tìm hiểu và học tập. Có lẽ chính những câu chuyện hết sức thật, hết sức đời thường kể về Bác luôn khiến chúng ta thêm phần nào ngưỡng mộ và dâng trào cảm xúc. Trong cuốn sách này, bạn đọc sẽ được lắng nghe những mẩu chuyện về cuộc sống hàng ngày của Bác, về phong cách sống đáng ngưỡng mộ ở một con người rất vĩ đại, cũng như được trở về Cao Bằng trong những ngày đầu kháng chiến, hòa mình vào không khí tưng bừng trang nghiêm của buổi lễ tuyên ngôn độc lập. Dù ở nơi đâu, làm gì, hoàn cảnh sống ra sao, chúng ta vẫn thấy ở Bác hình ảnh một người hết sức giản dị, tiết kiệm, hài hước, hóm hỉnh, nhưng cũng không kém phần sâu sắc, uyên thâm. Bác luôn nhắc các đồng chí cũng phải thực hành lối sống tiết kiệm, biết sáng tạo để phục vụ nhân dân, đất nước, có ý chí vượt lên khó khăn trong cuộc sống. Bác Hồ tinh tế lắm, Bác sợ chị em phụ nữ thiệt thòi trong xã hội nên luôn chú ý và dành sự quan tâm đặc biệt. Bác quan tâm đến đời sống cá nhân của từng cán bộ, Bác lắng nghe và thăm hỏi. Những điều đó càng khiến chúng ta thêm cảm phục ở Bác. Dù bận việc quân, việc nước, Bác vẫn quan tâm đến đời sống của từng cán bộ trong cơ quan. Lời dặn của Bác trong câu chuyện Chiếc áo Bác Hồ của cụ Trần Thị Minh Châu: Bác không tặng cái áo này cho cô, cố giữ lại để khi nào chú ấy ở ngoài Côn Đảo về thì để chú ấy mặc. Không chỉ làm cho người được tặng mà tất cả mọi người có mặt đều rất cảm động và rơi nước mắt. Bác là một vị lãnh tụ đặc biệt. Những chi tiết nhỏ cho cuộc sống đôi khi chúng ta sao lãng, nhưng Bác đã nhắc nhở một cách rất tinh tế. Bác muốn các tờ báo nên viết về những sinh hoạt hàng ngày, những chuyện người chứ không cần quá hoa mỹ. Phải sắt quần chúng như thế nào, phải giản dị như thế nào. Những lời dặn dò của Bác đến ngày nay chúng ta còn nhớ mãi. Đọc cuốn sách, chúng ta sẽ được biết thêm về câu chuyện Bác Hồ góp ý sửa thơ theo lời kể của nhà thơ Việt Phương, hay lời dạy của Bác cán bộ nữ phải sát với quần chúng theo lời kể của bà Lê Minh Hiền, nữ thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong quân sự, Bác dạy
phải kiên quyết và bảo dạn. Bảo dạn, dũng cảm không phải liều, liều là dại, dũng cảm là khôn. Không phải chỉ một người kiên quyết bảo dạn mà phải toàn bộ mọi người. Muốn toàn bộ kiên quyết dũng cảm thì phải có kỷ luật. Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh trong bộ đội. Tầm nhìn và nhân cách của Bác luôn khiến chúng ta cảm phục như thế. Những bài học về lối sống Hồ Chí Minh vẫn sẽ còn mãi giá trị đến muôn đời. Còn vô vàn những điều thú vị và chân thực về Bác trong cuốn sách. Như tôi đã nói ở trên, đọc sách về Bác không đơn thuần chỉ là đọc những mẩu chuyện bình thường, mà đó còn là lẽ sống. Bản thân tôi, qua những cuốn sách, những câu chuyện về đời thường của Bác, đặc biệt là cuốn sách Suốt Đời Học Bác, đã giúp tôi có thêm nhiều hiểu biết, giúp tôi học tập và tôi luyện bản thân hơn trong cuộc sống. Học Bác, chúng ta học tất cả, học cả đời. Bác là cả một bầu trời nhân cách cao cả. Cuốn sách Suốt Đời Học Bác hiện có ở Thư viện Sách Quân đội, địa chỉ số 83, Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Kính mong bạn đọc cùng tìm đọc. Kính thưa thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi, các đồng chí sẽ có thêm cho mình niềm vui và cảm hứng khi đọc sách nói chung và sách về Bác Hồ nói riêng. Xin chân thành cảm ơn đã chú ý lắng nghe.